Bà con nông dân và các bạn thân mến, theo Diện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đỉnh mặn cao nhất của năm 2021 sẽ rơi vào khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 năm 2021 và dự báo mặn năm nay tương đương năm 2016, thấp hơn năm 2020. Thời điểm hiện tại, tỉnh Trà Vinh có trên 10.000 hecta lúa đông xuân đang ở giai đoạn từ 20 đến 40 ngày tuổi, tập trung ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè và một phần của huyện Châu Thành. Đây là những trà lúa xạ sao và có khả năng chịu rủi ro. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên đề. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Theo chị bà con nông dân, những năm trước đây, canh tác lúa vụ đông xuân bao giờ cũng thuận lợi hơn các vụ khác trong năm, năng suất cũng cao hơn. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình khô hạn và mặn xâm nhập vào mùa khô ảnh hưởng rất lớn đến canh tác của bà con, năng suất sụt giảm, thậm chí là không thu hoạch được, mất trắng cả vụ. Trong những năm qua, Quyện Trà Cú là một trong những địa phương chịu tác động mạnh của khô hạn và mặn xâm nhập. Nền đất bị nhiễm phèn quanh năm, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp không được thuận lợi như những địa phương khác. Nhiều khu vực đất gò cao chỉ canh tác hai vụ lúa một năm. Vụ đông xuân này do lo sợ ảnh hưởng mặn như năm trước nên nhiều bà con nông dân chấp nhận bỏ vụ. Vụ đông xuân này, ông Sơn Ngọc Sương ở ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú canh tác 1,6 hecta lúa đại thơm 8. Tính đến thời điểm hiện tại, lúa của ông Sương được trên 20 ngày tuổi do nền đất bị phèn qua năm. thêm vào đó, mặn tồn lưu từ các vụ trước nên trong các khâu làm đất chọn giống, ông sương đều chuẩn bị khá kỹ. ông còn cho biết thêm, dù đông xuân năm trước trà lúa của ông hư hết, không thu hoạch được bao nào. năm nay với tâm lý vẫn còn e ngại định bỏ vụ, nhưng những miếng ruộng kế bên đều xuống giống, nên ông cũng phải xuống giống thêm. mặc dù biết với điều kiện canh tác khó khăn, cây lúa còn nhỏ, khả năng bị nhiễm mặn vụ này là rất lớn, nhưng ông sương không thể bỏ vụ, bỏ đất không canh tác. Vụ đông sưng này làm cái đại thơm tám rồi tới thời điểm nay thì được khoảng hai chục ngày tuổi nói chung là cái vụ đông sưng này nói chung là nước nó cũng còn tới thời điểm này vẫn còn ngọt cũng thấy cũng đỡ hồi năm rồi thì nói chung là chập tết thì nói chung là nước mặn xâm nhập vô rồi khoảng 1 phần 2 phần ngàn rồi. Rồi năm nay thấy nước ngọt cũng kéo tới thời điểm này cũng cũng đã. Hồi năm rồi thì coi như là mất trắng. Nói chung ta ngại cái nước mặn hồi vụ rồi làm rồi nói chung là mất trắng. Hồi năm nay vụ này đông xuân này này thì ta không dám làm nữa. Sợ thôi giống như năm rồi nước mặn lên nó bỏ luôn. Lo nhất là nước mặn nước mặn là nói chung là nước mặn lên thì nói chung là coi như là mắc trắng nếu mà nước mặn lên thì mình phải nói chung là không nên bơm tại bơm lên cũng lúa trỏ không nổi lúa cũng chết à chẳng nào mình để như vậy nói chung là còn được mơ nói chung là nếu mà trường hợp mình bơm lên thì qua vụ sau thì đấy cái độ mặn của nước nói chung là nó thấm vào đất nó ảnh hưởng tới vụ sau. Đó. Đã được tiếp cận chứng chữ báo mạng từ rất sớm nên ngay sau khi thu hoạch lúa thu đông, ông Dương Văn Quang ở ấp trạm xã Phước Hưng, huyện Trà Cú tranh thủ xuống chống lúa đông xuân cho kịp thời vụ để né mặn xâm nhập. Vụ này, ông Quang xã Nam Công OM18, thời điểm hiện tại cây lúa 40 cây tuổi, do nền đất bị nhiễm phèn mặn còn tồn lưu, đặc biệt là khu vực cuối ruộng nên cây lúa chậm phát triển. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay bên cạnh bổ sung dinh dưỡng cho cây lúa nhằm tăng cường lực, sức đề kháng, chống chịu cho cây lúa, thì ông thường xuyên theo dõi mực nước cũng như độ mặn dưới kênh và kiểm tra độ mặn bằng cách nếm qua miệng. Cách mà nhiều bà con nông dân vẫn thường làm trước khi muốn đưa nước vô ruộng. Quan trọng hơn là khi phát hiện nước bị nhiễm mặn thì không đưa nước vô ruộng mà cắt nước để cho ruộng khô. Thay vì những năm trước bà con thường nóng ruột mà đưa nước mặn chào, không chỉ cây lúa chết vì không chịu nổi mặn mà còn ảnh hưởng đến cả những trụ sau do mặn thấm sâu cho đất, phải mất rất nhiều thời gian, chi phí, công sức để sửa mặn. Hôm nay thì là qua Tết được mấy ngày rồi, lúa tôi thì xả cái OM18. Thì nó tầm khoảng 40 ngày. Nhưng mà tình hình bây giờ thì nước nó có thể nó hơi mặn đó. Thành ra lúa nó hơi quéo quéo, thành ra mình cũng hơi ngại cái điều đó. Giờ trước mắt coi như là mình có thể mình canh con nước thôi. Nếu mà nước nào tốt thì mình cho vô còn nếu mà con nước nào mà nó báo mặn thì mình không có cho vô nữa Chứ nếu mà vô là nó béo à. Nói chung là mình chủ yếu là mình xịt thuốc thôi chứ nếu mà phân thì coi như là mình cũng không có giải quyết được cái vụ mặn này đâu Thành ra mình chủ yếu tăng cường cái dinh dưỡng cho cây lúa thôi Nói chung là cái khu vực này đa số là đất phèn mà Quanh năm Còn nếu mà tên là nước chủ yếu là tác thôi chứ không có nước lên nổi đâu. ví dụ như nếu mà tới 25 này mà nước nó mặn lên thì trước tiên là mình trước là mình lo thủ con nước còn ngọt ngọt này nè. Mình tác lên cho nó rồi. Rồi cái giai đoạn mà mặn đó thì mình ngưng. Thì nói chung là giai đoạn chỗ là nói chung là cái nước ngọt là cái nguồn nước là tốt nhất nhưng mà mình không chủ động được thì có thể lúa mình có thể thất thu. Hiện nay phần lớn bà con nông dân đã có kinh nghiệm và chủ động ứng phó với khô hạn và mặn xâm nhập, đặc biệt là giao chứng thời điểm quan trọng của cây lúa như sao sạ, làm đồng đến trổ, những thời điểm mà cây lúa rất dễ mẫn cảm với nước mặn. Năm nay mặc dù mặn chẳng có xuất hiện, tuy nhiên nếu so với mùa khô năm 2019-2020, chưa gây ảnh hưởng nhiều bởi hệ thống thủy lợi kênh mương được nhà nước đầu tư nạo vét sâu từ đó tăng khả năng tích trữ nước ngọt cho bà con bơm tác bên cạnh đó là kinh nghiệm sự chủ động của bà con nông dân trong ứng phó khô hạn và mạng xâm nhập tranh thủ xuống chống đúng lịch thời vụ không bơm tác lên ruộng khi không cần thiết không để bề mặt ruộng lúc nào cũng cập nước mà thay vào đó bà con áp dụng kỹ thuật canh tác ướt khô xen kẽ hạn chế sử dụng phân bón thuốc hóa học tăng cường sử dụng các sản phẩm sinh học nhằm bổ sung dinh dưỡng tăng cường lực và sức chống chịu cho cây lúa Dụ này, ông Sơn Chanh ở ấp dòng trôm xã Mỹ Chánh, quyện Châu Thành xuống chống 70OM18. Đến nay, cây lúa đã được 60 ngày. Nếu so với vụ đông xuân trước thì vụ này khả năng thắng lợi sẽ rất cao. Hiện nay, trà lúa của ông đang phát triển rất tốt, mực nước trong kênh vẫn còn rất cao và còn ngọt. Ông Chanh cho biết, năm 2020, con kênh cấp 3 trước nhà ông được nhà nước cho nạo chét rất sâu để mùa khô này trữ nước ngọt cho bà con canh tác lúa. Năm nay, không chỉ riêng gia đình ông Sơn Danh mà chứng hộ chân ở địa phương đều phấn khởi và hy vọng được một năm tháng mùa trúng giá. Bởi từ vụ thu đông đến nay, giá lúa dao động ở mức 7.000 đến 7.500 đồng một ký. Tôi thì thấy tôi làm giống lúa là em 18 thì thời điểm này thì được 60 ngày mà thấy cái lượng nước cũng ở dưới sông cũng nhiều mà thấy cái vụ lông sưng này thấy cũng có chắc cũng có thể trúng á. vì mỗi năm thì thấy qua Tết thì thường thường là nước mặn nó xâm nhập vô rồi mà năm nay thì chưa chưa có thấy mà cây lúa thì vẫn còn đang phát triển tốt thì ở đây cũng một đắng mừng cho là bà con ở đây nông dân thường thường là coi coi cái cái mực nước ở trong sông đó, là nó có cái cái màu mà thấy nó đục đục không hơi màu màu mà hơi mà hơi thanh xanh không á là nói là thấy thanh xanh là sợ nước mặn vô mà năm nay thì chưa thấy cái hiện tượng đó có cái có ở xã vùng nông nghiệp đó, đó có tiên truyền cho bà con là nói là báo là năm nay cái tình hình nước mặn thì nó xâm nhập sớm hơn mỗi năm thì bà con cũng tranh thủ xuống là coi như là cắt lúa liền thu đông liền là xuống vụ liền để cho kịp thời vụ sợ nước mặn xâm nhập vô đó thì bà con ta cũng có năm ngồi bị chứ năm nay ta cũng sợ tại vì cái lúa mình làm lúa khi nào mà nó cúi xuống nó vô gạo nó được ăn nữa đó mới mừng còn lúc này cũng sợ nhiều khi qua tết này thường thường nó qua tết gió hướng đông vậy nè rồi sợ nước mặn xâm nhập đó. bà con ta cũng sợ lắm thì đúng là nếu mà nông dân người ta nếu mà trường hợp mà nước mặn vô là người ta ngưng tác liền mà người ta nếu phun thuốc thì người ta phải lấy cái cái nước mà ở trong nhà nước nước giếng đó, chứ không có sử dụng mà nước ở dưới kinh này nè coi như là phun cho lúa nữa tại vì nếu cái nước mặn vô cái mình tát lên đó, là cái độ mặn ở trong kinh rồi nó cái độ mặn ở trong đất đó, nó sắc xuống thì nó sẽ ảnh hưởng cây lúa có thể cây lúa nó sẽ chết sớm hơn để chết để để khô theo kinh nghiệm nhà nông nó đó, đó. thì um, nếu mình nó nhiễm mặn hôm nay thì cái vụ hè thu là ảnh hưởng luôn tôi lúc về xả mấy cái chỗ mà sâu sâu chủng chủng là xả xuống là không một luôn, ảnh hưởng vụ hệ thu luôn. Hiện nay bà con nông dân đã có thể dần thích ứng với việc nước mặn xâm nhập vào mùa khô, thiếu nước tưới trong sản xuất đồng nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp tình thế, né mặn tạm thời, được vụ nào mừng vụ đó. Cần nhất vẫn là giải pháp lâu dài và bền vững, không phải né mặn mà sống chung với mặn và có mặn là điều kiện cần thiết, yếu tố quan trọng là lợi thế trong phát triển đồng nghiệp là kiểu biến nguy cơ thành cơ hội phát triển cần có sự đổi mới, không làm nông nghiệp theo tư duy mùa vụ mà phải có chiến lược phát triển đồng bộ, bền vững, chuyển từ tư duy sản xuất sản lượng sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tạo ra các giá trị mới, tăng cường liên kết, chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng chất lượng, giá trị, giảm chi phí đầu vào, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân. Bà con nông dân và các bạn thân mến, chuyên đề khuyến nông của Đài truyền hình dinh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.